Nhà tớ là nhà hàng xóm với cả Nhậm. Thì nghe nói là Nhậm đợt này là ở trên lớp mà thích một bạn nào đấy. Nhưng mà là một bạn nam. Oh my god. Bạn nam á? Ôi. Cho nên là mẹ Nhậm mới lại không tin tưởng. Cho nên mới bảo tớ là cậu có thấy một cái đầu tóc đôi với nhau không? Đầu sai cặp nè, thấy đầu cặp. Ờ. Đúng không? Đúng rồi. Bạn Hùng đấy. Trời ơi, giọng hát còn giống nhau luôn á. Tụi quân đi. Oh my god. Ai đập ấy. Thôi, đầu hàng đi. Đầu hàng rồi. Cứu tôi, trời ơi, chết tôi, trời ơi. Đừng lên, không phải anh. Đã là con cái rồi, ai cũng có sự yêu thương gia đình ở trong bản thân mình hết á. Các bạn đi ra đời chỉ muốn là sau này mình thành công để mình giúp đỡ gia đình mình thôi. Đó không phải là cái việc, đó không phải là cái sự lãnh đạm, mà đó là cái việc quan tâm, nhưng mà quan tâm ở trong này này. Nhưng mà chính cái sự lãnh đạm đó sẽ giúp các bạn thành công hơn. Tại vì sao? Ý là trong gia đình nhá. Tại vì sao? Nó gây mình áp lực hơn, nó gây mình có những cái sự cố gắng hơn. Mình biết được là gia đình mình đang khó khăn này, mình biết được là ok bây giờ mình không thể nói được, mình muốn là một ngày nào đó đó mình phải thành công để mình đứng trước mặt bố mẹ mình nói là bố mẹ ơi, có thành công rồi. Vì cuộc sống mưu sinh ở nơi xứ người thì Hùng rất vất vả và không bao giờ điền về cho bố mẹ biết là mình vất vả và cực. Thì bố mẹ cứ tưởng là cuộc sống của Hùng vẫn đầy đủ, nhưng không ngờ là lúc đó là mấy năm trước đó là quá như là rất vất vả và rất tồi, thì làm để kiếm sống. Đã từng đi bưng những ly cà phê để sinh sống qua ngày, và làm mằn mò làm nhạc. Thì sau này thì được mọi người biết đến, lần lần là mọi người yêu mến Quang Hùng, và cũng từ đó là Quang Hùng có một cuộc sống được tốt hơn. Qua chương trình này, ba gửi tới con gái của ba, mặc dù con được học ngành quản trị kinh doanh nhưng con lại lựa chọn ngành nghệ thuật giải trí. Ba mẹ đều ủng hộ và giúp đỡ con, cũng như thời gian qua ba mẹ đã đồng hành cùng với con từ lúc đi học cho đến lúc làm phim. Con hãy tự tin với đam mê công việc con đã lựa chọn, con nhất định thành công nhé con. Và để kết thúc buổi học ngày hôm nay thì mình mong rằng tất cả các thành viên trong lớp học Hoàn Mỹ của chúng mình hôm nay hãy nói một câu cảm ơn gia đình. Thì bây giờ mình hô 1, 2, 3 thì chúng mình sẽ nói là cảm ơn gia đình nhé. 1, 2, 3. Cảm ơn gia đình.